Hello, xin chào mọi người. Đến tới tiếp theo mà là Tâm đây. Hôm nay mình sẽ quay những clip chung với lại ai này Vi. Là đây Vi. Người đọc đồ xanh xanh đang có Vi đây, mình cho anh kênh. Quay qua bên đây, nhanh. Chị không chơi với bà nha. Tổng cộng đến ba người mà chị Hoàng không chịu quay thì thôi, bỏ chuyện đó qua. Ok, đến vấn đề chính. Và vấn đề chính chúng ta và mình quá chơi đồ chơi chủ luôn. Mình sẽ giới thiệu thì món nha. Bắt đầu mình từ cái nào ta? Đây là chọn nào trước đây? Xem ai chọn. Xong tâm chọn. Cái này. Đây. Món đồ chơi đó mình thì một mình học giỏi mình tặng mình nè. Đó này là Gatoran hay sao nè. Ảnh lên hãy xuống. Nó sẽ biến hình. Mình đẹp quá sức ngầu luôn. Rồi, tiếp với Huy á, chọn đồ chơi gì? Xí. Mình giới thiệu sơ sơ qua tay. Cái này mình mua ở sáng cũng ở chợ mình thôi chứ không có bán ở đâu hết. Mấy này nhìn cũng đẹp á. Thực ra có nhiều con lắm. Bây giờ mình dẹp đâu hết rồi tôi không nhớ. Tâm dục hết không? Dục không có dục tới món nào hết á. Rồi, là bé Huy chọn nè. Bé Huy chọn cái này. Giới thiệu đi, lại cặp camera giới thiệu. Bé Huy có biết đâu có Tâm mà. Tâm giới thiệu đi. Này, cái món này Hải đây chọn cái món này nè. Trái cây này không biết rồi. Trong trường có bán. Nó thể biến thành được nhiều thứ lắm. Thì mình sẽ biến nó thành cây súng cho mọi người nhé. Rất là thú vị luôn. Đây, cái tủ. Đây, cái tủ mà cứ nghĩ sao quay cái tủ và bạch ngạn. Cùng dân đen tự nhiên quay cái tủ. Cái tủ quá mini. Thì cái tủ đó thì cái tủ mini để nó. Hồi đó bởi vì định tìm cái tủ này nè, ai ngờ ở trong kia sao mới bị chưa tới được rồi. Giờ chị quậy. Để nó cũng không quay thì nó quậy người ta. Quay thì vô, không quay thì ra. Thôi. Không đánh lộn nha, quay phim không đánh lộn nha mấy bà. Quay phim. Mình chơi ba đứa ngồi chơi. Cái gì đâu, bình thường. Chị Hoàng không vô. Mất cỡ. Đây, thành cái súng rồi nè mọi người. Bằng. Để em tới ồn màu. Đây là cái món gì tuy mình tặng cho mình đây là cái gì không nha, không biết chưa, không biết này chơi sao. Mình nghĩ là đi chơi bình thường, nhấn nút và bấm thôi vậy thôi. Rồi cũng vậy là có thể kéo ra kéo vô. Vô quay chị Hoàng. Ok, mình chào các bạn rồi, mặc định cảnh chị Hoàng nha. Thôi, vậy thôi. Tôi đâu mà mắc trởn. Đúng là có cái mấy người mà giống như chị Hoàng. Không may thèm. Tiếp theo, mình sẽ lựa chọn đó chính là tên báo hai đầu, mà đó là một đầu mình tệ lên tay này gánh vô kho quá, gánh không được. Mình cho nó thành báo hai đầu. Gọi là dữ dội. Y chang quá vật một đầu một tương tự. Đây. Đào với Quy định chơi mua bắn nha. Đây chính là bộ chơi thẻ bắn thẻ. Đây chính là thứ đặc biệt nhất cái phi tiêu. Đây, mình cho mọi người coi nè. Cái giỏi phải không? Không trúng rồi. Bay lại lượm đi. Tại sao chưa bay Huy? Rồi phóng. Thử đi bay Huy. Phóng á, 500 mà. Đưa lại đây. Không trúng rồi, bỏ đi. Mẹ hết vô trong đây nè. Dạ. Từ từ. Đừng xíu đi, nói chuyện xíu đi. Đừng mắc trở.
kia mọi người. Lòng lấy mấy món đồ chơi chỗ này ra cũng vui lắm mọi người. Như là thoải thôi. Đây, đây chính là tay súng máy bắn nè. Ê, không giỡn nha quỳ, nguy hiểm lắm á. Đây, thôi mình à, mình sẽ bắn nha. Mình không thể tôi chậm lại được. Đây. Bị chẹt rồi. Vãi chẹt. Tiếp theo sẽ bắn tiếp. Đánh, người ta quay mà. Đó, nó bắn vô mặt các bạn thì bị đau luôn á. Đấy. Mình chơi thử rồi sao chơi. Ok, bây giờ đã hết đạn nó ba viên nè mọi người. Đúng mà cũng không có nhiều cho lắm. Mất ra tay. Đừng đẩy nó to đi. Quậy em quay phim. Quậy gì. Đây này biết chuyện là không biết chuyện nào quá gì xong. Từ từ hồi nãy giới thiệu cái nào xong hết. Cái nào xong rồi. Cái nào xong rồi thì bỏ qua bên. Cái tủ chứ. Cái tủ xong. Cái tủ. Này xong. Này xong. Ê, tới tậu. Tới tậu chưa quay mà. À. Bởi vì quay rồi. Vì mới đưa đó. Vậy thôi tao quay lại đi. Thì cái cầu này cũng nói cho mình chơi chủ thôi. Cái đã ngon. Cái súng đâu? Súng nào? Ủa mấy viên đạn đâu? Viên đạn nào? Viên đạn trong cái súng này nè. Ơi. Ok. Sao còn có một cái? Mà cái cầu này không nói gì thú vị nữa. Mình sẽ bỏ qua bên. Thì lụm nít chứ. Ê cái món này hồi nãy quay luôn rồi. Món này quay rồi. Đây. Quán tiếp theo. Cây súng bị hư mất hết một viên đạn nó bị mất rồi. À, tới đây mình sẽ bỏ qua. Quay xuống đây cho mọi người thấy mình chơi nè. Mình sẽ bỏ qua. Bình linh. Quậy người ta hoài. Có quậy đâu. Đừng ta. Đúng rồi, chị Hoàng ta quậy cái khác. Chị quậy tâm gì đâu. Ê lộn, bây quỳ mày đúng không? Tao quậy bây quỳ mày. Thế xuống mày bị bắt viên đạn rồi, bỏ qua. Và mình xin giới thiệu, mình có vài bộ bài cho mình. Bài nào còn nhiều lắm mà để ra mục tiêu. Thì là bài Gatura nè, Pass Rush. Anh này anh rồng. Thì một lá bài Naruto, bạn biết đây là nhân vật nào không? Nè mình lưng lại bên dưới cho mình nhé. À chiếm thủy tủ solo là sodin đó mọi người. Đây chính là tông quay hoặc là phi tiêu. Đây mình sẽ quay cho mọi người nhé. Sao bây giờ nó tránh lên cầu vậy? Đây để ra xa là xém trời. Đâu quay không đâu quay. Dạ ta tâm đã ngừng lại chứ. Dạ chơi hai nồng. Thôi hai nồng khó lắm. Đây mình sẽ phóng nha. Thôi không dám phóng. Phóng mạnh lắm. Tâm thắng rồi. Cái này là những đồ chơi kỷ niệm lâu lắm. Đành. Đây nè, xong rồi bỏ qua bên. Đây chính là giải thích cái này là hai cái nha. Nếu bạn nào muốn muốn gì? Để cứ muốn gì vậy quý vị? Tâm lại đây Tâm. Muốn tự tử hả? Không, lại đây. Rồi. Nếu bạn nào muốn lại nhà Tâm thì à giết người nha. Ê bi không giỡn. Ê cái xe chưa quay qua đi bỏ qua bên mình nổi không. Đây chính là chiếc xe mô tô, tức là một cái đồ để tập liền mà nó hư rồi. Đẩy tay cho tiếng nghe vui thôi mà nó chạy được đâu.
Rồi, vô gì nha, không chơi chém nặng. Đây là cái gì không biết nữa, chắc là cái độ nóc của trời. Tâm ngồi lên cái này nãy giờ. Cái này không tính. Bị mất rồi. Mày trắng. Dạ vậy, ta lên go. Tao sẽ tập cho chơi Minecraft đi. Lego của người ta. Lego. Lego hết nha. Đây Lego nó xong rồi, xong đây hết. Hello. Lego bình thường lắm. Thẻ nè. Bỏ bay mất mù rồi. Tiếp theo đó chính là cây súng thần thánh. Chạy súng bình thường thôi. Nhưng mà nó không có đạn. Đạn, tôi nói là đạn hơi thôi. Hơi bánh gai như nắp. Đây là gì? Thì bạn, đây là một con Transformer. Như bạn cho tụi nó kết hợp lại. Thì... Thì nó sẽ biến thành một con robot. Bây giờ mỗi nó bị chia đôi hết rồi, tôi không nhớ. Nữa thì đẩy ơi. Nè, nó nè, ba con à, tổng cộng đến mấy chục con rồi anh. Cái này là một... này có tính nào không đẩy? Mày muốn tiêu hết rồi. Cái này có tính nào? Không, ta là phải robot đó, nó ta bự hơn mà. Gáp thử đi. Vậy sao ráp cái bộ phận đâu ráp, nó còn thiếu mấy cái bộ phận cho bỏ qua. Sao vậy mà em dục chơi hư của mình vậy? Thôi chơi chủ á. Thôi thử bánh nha. Ok, để qua bên đây thôi. Ê lại, vừa trúng. Chưa trúng thì nghĩa là chưa thấy. Mình sẽ bắn lại cho mọi người nha. Thôi bạn thấy được viên thế này không? Nó bắn ra sao nè. Tự to nó bắn ra sao? Bình thường, không có lạng, bắn ra gió. Bị kẹt lại bởi mấy tùng thun nè. Về sau khi ngồi chơi đâu gì mất cỡ, thì có mất cỡ. Ô, vũ khí mới. Chi hoàng mất cỡ. Nè, cho quay tịnh mặt luôn. Cho quay tịnh mặt chị Hoàng quay lại. Không muốn cho hơi mặt. Lúc lắc hoài nguy hiểm lắm mọi người. Đôi quay làm cái gì vậy? Đôi quay đang gắn này vô. Ráp chi? Ráp cái viên trái cuộn hả? Đi đây, ngu vậy ta ráp. Tiếp theo xôi. Nè, mới bị gắn lại đường số 2 nè. Để số 2 quá easy. Con qua mươi là gì? Số 9. Đành, mấy cái số này quay xa đi đó Vy. Vy sẽ gắn. Đây chỉ là những con robot. Ta bổ huỳnh đâu ra. Không có đủ đâu. Không có số 7 đâu. Số 7 mất ngu rồi. Mù quá bố ơi. Tôi gáp cái số lâu, tôi gáp lại, lâu gáp chưa được hoàn thành đó. Số 7 nè. Gáp hoàn thành rồi, vậy chưa nói tạm biệt thôi. Thì tôi gáp hoàn thành lại chứ, để coi lại đi. Bây giờ nó mất, bây giờ nó bị bộ phận bị chia đâu rồi, tại mày dẹp thôi à. Trong đó hết rồi đó. Bây giờ số 3 đâu, à. Ấy ơi, khùng khùng điên điên hả? Người ta chưa quay mà. Không. Không không đi đi gì mấy đồ chơi người ta quay rồi ta bỏ bên ngu vậy người ta chơi chuyện đàng hoàng quay đúng không làm sao để mấy người chứ làm chứ quay sai vậy chứ quậy cho nên mà tâm thân để quay quay tâm quay đi với vi đen gáp lại mà gáp gáp lại đi với bỏ bên đó á chơi người đã quay rồi con gáp con robot lại đi không ta đợi bộ phận bị chia đôi là không có đủ 5, 6 thiếu số 0, số 3 nè, số 4 nè, số 0 nè, số 1 nè. À, từ điểm 6, 7, 8, 8, 8 nè, 1, 9, 2, đủ rồi. 3, 4, 5 đâu? 5, 6, 7, 8, 9,
quên số 0. Không, đủ rồi, cộng, cộng trừ. Ok, mày thì bỏ qua bên trái, ừ. Để ra ráp mấy cái này. Ủa, Tâm không có nhân chia hả? Nhân chia không Tâm ô. Đâu phải Tâm bộ phận robot đâu. Ơi ơi, cùng cùng mini bỏ qua bỡ đó nha. Với vì đi ráp lại cái này cho thành số 8 thôi. Mày em ráp cho, hãy ráp cho được, người ta ngu ra ráp. Số 7. 7 gì người ta ráp, 7 gì easy. Nhìn gà gà cho vi. Số 4. Thì sao gọi số 4 thì nó số 4 mà chỉ biến là lạnh. Lại số thôi. Ngọt quá, để mình vô tiêu mẹ lấy quạt kìa. Đẹp. Mẹ ơi, ngọt quá à, mày ra lấy cái quạt con đi. Quạt khó rồi mấy quạt. Chị lấy cái quạt khác. Nó cổ điện. Nãy giờ mình đổ một hôi nè. Nhớ hồi đó đây tới hủ điện mà mệt quá, mình khùng đúng rồi. Robot nè mọi người. Đây là một tay máy bay trong quả chín bất ngờ. Sẽ biến hình nhé, máy bay không? Điện nào đó rồi. Ồ, à, hơi cháy đi. Không. Đây. Robot. Mệt quá. Người nào quay dọc đây chính là robot sạc tăng. Đây đó, mình ra được số 7 rồi. Xe tăng, xe biến hình. Xe lại cho nó nha. Bà Hoa tạm biệt. Đã ba người đều phải nói tạm biệt. Duyên mới vô kìa. Hello Trúc. Vô, vô tôi thôi. Thành Duyên. Vô đây luôn. Vô Thành Duyên luôn Trúc. Vô Thành Duyên luôn. Đây Trúc. Đây là Trúc. Mày không có. Mày vô mày phải bỏ. Hôm bữa quay bà rồi đúng không? Ừ. Xây cái máy quả này ra không bà? Xây qua đây. Hello. Bà Lâm Quảng kìa. Ok, Trúc giới thiệu tên đầy đủ đi. Nguyễn Thanh Trúc. Lớp 54. Vô quay Trúc. Sao bà bị gắn cứ bị vậy? Trời ơi, nó như vậy hoài mà. Một đâu? Một đâu? Đây, sao bà biết nó hành xe tăng rồi. Á, tưởng là chiếc xe tăng thần thánh. Ghê. Mày bước qua đầu nó luôn á. Thần thánh nè mọi người, đây chính là thần thánh xe tăng. Dục. Đình đôi người ta chưa quay mấy cái này mà. Thì người ta xem mà lại làm gì đâu. Thì sao mà ta biết xem đâu. Chị nào nhân nó chị nào nhân. Tại rồi. Tại mà cắm cứ quay đi. Chị nào nhân nó quay nhà đâu ngủ. Nó nhiều quá. Để đại như vậy để quay đã. À đây là số. Ờ mệt quá mọi người. Tiếp theo. Thích quá không thấy đồ chơi đó chứ. Thấy đứa tầng. Đây chính là chiếc xe đua thần thánh biến hình robot nhé. Xong rồi miếng ra chút quay đục qua bên. Đặt cái này thôi ha. Một. Chờ xong cái hình robot. Đây là xe chiếc xe rip. Đây. Không biết bị chai dành cho chị. Chút chút. Giờ thành viên team của mình là team gì ta? Chút. Mày nói hoài vậy Vy, nãy giờ hả Vy? Sao mày điên rồi? Mày bị điên hả Vy? Nãy giờ cùng cục, nãy giờ mấy Vy cùng cùng điên điên rồi, phải không mọi người? Vy tôi thấy vậy rồi, mọi người thấy vậy không? Đâu. Thì mấy bạn có lẽ không thấy vậy thì nhấn like này khỏi. Như thấy vậy thì nhấn nút điện like. Bây giờ anh hỏi định đi vậy đây, số 3 đó hả? Ai muốn lợi nhà Tâm dễ lắm, chỉ cần tim thôi là lợi nhà Tâm liền. Là sao? Rồi bỏ đi mọi người nha mình. Nếu mà không lại thì vậy. Quận 8 nha. Có cần chỉ được số nhà không? Là người đang quay phim mà mình quay phim thiệt á. Quay phim đăng lên YouTube thiệt á. Trời anh ngoài cũng quay lá thôi. Ê, ta này chưa quay mà. Ừ, thì cần chưa. Bà cứ quay đi. Đây là xe robot. Còn chơi người ta. Còn gái cái số lại hết chưa? Mẹ chị quầy nở cho tôi quậy đông quầy à. Con gái cái số lại đi. Chị quầy nó quậy đông quầy, chị quầy lấy số thằng. Lấy chưa, cứ quầy lấy chơi cái khác rồi.
lấy biết bây giờ mà anh quay rồi á, nè bên đây nè. Nè mọi người, đây đã hoàn thành rồi. Khó khăn lắm mới biến hình được. Rồi đúng. Tiếp theo mô tô, không bằng quan tặng hả giới thiệu chí tại. Cái này quay chưa thôi. Chưa. Cái boss này quay rồi, tiền đâu ra xúc thẹn. Đây mấy bài nó lại là định đó hồi làm hương á, hồi đó mình dùng cái xe cái sắt á. Một, ok. Đây sẽ biến thành như vậy, đây rồi băm hé lại, rồi bóp chim ra. Bẻ chim nó ra, rồi xong. Xong mình chịu mấy bài chim. Mấy bài thành chim, không phải anh chim. Không phải anh chim gì đâu mọi người. Chim bay á. Chim túc quá mọi người. Đây xong rồi, robot này cũng không có gì nhiều. Nói chung này robot của mình cũng thèm mình nghèo. Xem thèm thôi. Chà mẹ, bé mày để sai rồi. Đây. Ủa hãy biết thành sao, biến thành robot, biến thành số rồi mà sao biến thành xe nữa. Thì Tâm kêu làm cái kia để gáp vô. Nãy sao không biết chơi, làm cái chơi, chơi tôi hướng dẫn mà sao chơi. Chơi mày được tuổi đi. Gáp lại đi rồi. Đó thấy chưa. Một cái này. Đền, mấy nhà tao nó là không phải. Gáp lại đi rồi tắt ra để ấy đi. Chưa mà bé. Nãy giờ chưa tao quay cái đá xanh cháy hoài vậy mấy đồ. Mấy đồ chưa quay thì chơi. Mấy đồ chưa quay gì thì mình chơi. Mấy đồ quay rồi thì mình chơi. Để tao lo con gái của con đi. Mà chị quay tao phá mấy đồ lên canh chưa quay hoài. Lộn xộn. Đây là chút số 1. Anh sẽ cho biến thành robot lại nha. Hồi trước anh sẽ quay tất clip trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biến thành. Đi đi phụ tháo ra nữa. Tụ trong tháo hả? Thì ra hư đi. Tháo mà chị gãi đó. Tháo không trình. Anh đừng quay mình. Bộ gì? Đây là số 3 chứ đỡ vậy đi là thành robot liền. Ok, mình sẽ biến ra lại thành cái chân. Ý là trên cái giò thôi. Mình quay xong tờ. Clip này mình sẽ kết thúc nhé. Clip này cũng không có gì nữa. Mấy người này do quậy hơn, toàn hơn là quay, toàn hơn là phụ người ta. Phụ người ta sao mà tôi quậy người ta hoài. Bởi vì gáp lại cho Tâm đó, Tâm đâu cho bớt rồi. Ráp. Tâm nói Tâm làm một mình. Thì Tâm mới ráp thì đừng có ráp, mà mày tháo ra chi giờ. Thì phụ mấy được chơi chia thôi, tự nhiên phụ mấy được chơi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ôi hỏi lộn, 15, 16, 17 nha. Không có 100, không có 20 luôn. Đây đã hoàn thành rồi, tới trên thành thật dò, tới dò thành thánh đi. Về đánh đốt rồi, hồi chơi mình ngủ mình bịch quá chị. Đi các bạn muốn coi clip mình quay hài thì đành bỏ qua nhé. Cha cha miếng lộ mày rồi thì đúng á. Đây chúng cái gì luôn xong rồi mọi người, cái giò đã được hoàn thành. Đây là một cái giò số 1 thì đã biến thành lần bao quay mở ra tắt nó làm đôi. À phải tạm mình chỉ phụ mi đó rồi không vô quậy. Cô bởi vậy nên là
siêu quậy. Đây thì sẽ tăng quậy quậy cho mình. Ở trên cái gì mà hình xăm xét á, có BTS, BTS 1 nữa. BTS, BTS biết, thời đó tao đi chơi. Bây giờ mình sao cũng chết á, tình chết á, tình chết á, tình chết á. Thì tao đi chơi đầm xanh, tao thấy được áo của người ta bán áo BTS 21 á. Ami, Ami, Ami. Ami. Sẽ sao nhắc tới Ami. Ami có nghĩa là không đội trời chung với BTS. Ami là Ami là fan của BTS. Ami mà. Người ta vừa nói giải thích đi, tôi không hiểu. Không hiểu gì là Ami. Ok, xong rồi tới giò quá tuyệt vời. Đây thì sẽ cái của Tâm là khác, cái của tôi là nhỏ hơn chút xíu. Mày có giữ xe cho đây không đó chút. Xong rồi. Tê đê đê tan 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 tan. Nó bay không mình sẽ cái thân là số 5 đây, số 5 thần thánh bị hư 10.000 năm chết. Cái thân gọi số 5 bị hư tại gì? Cũng không bị sự ở đâu phải không? Lý do chạy vậy. Ê, mình sẽ gắn số 5 tu bị. Ê, bé Huy. Bé Huy nhìn cái này giống cái to, cái tròn. Ê, này, giống cái này, giống cái con vậy. Ủa sao tôi nhà tôi đặt được mấy cái, mở ngoài đường tôi đặt được 2 cái. Ghê vậy. Ủa quầy, ba người, ba bạn đây người. Hai. Ta biết, cái này gây bị tổng bậy không? Mẹ. Mẹ ơi. Cái này giống như con cái gì á. Đó, ta ám được cái bằng ngừng lại, cái bằng đánh tiếp, bằng ngừng lại một đánh tiếp. Chẳng nói từ đấy giờ tôi đi tặng. Cái đại gì không có. Bèo à, số 4 thần thánh. Rác xong rồi, coi như mình kết thúc video nha. Mình sẽ đi học rồi mọi người. 5 giờ mình đi học, 6 giờ mình về, cái lộn 6 giờ rưỡi mình về. Mình cũng không biết gì đâu, 5 giờ từ 6 giờ rưỡi đến đâu có lâu. Hôm qua lớp mình bị, hôm qua mình học thêm bị cúp điện cho trường hợp bị nổ ổ điện, thế cho nên phải nghỉ học ổ điện. Ok rồi, xong rồi cái đầu mình sẽ gắn vào, muốn gắn rào phải lấy cái rào, muốn cái rào thì con chưa rào, muốn chưa rào thì phải to rào. Bé Huy vô quậy không à, vô phụ chứ gì. Nào đi đâu mẹ đâu có cho đeo tôi đủ rồi đó, chị ta sẽ còn thiếu nhẫn. Tôi đủ rồi. Có đủ rồi. Ok, xong rồi tới đầu. Bây giờ mình sẽ ráp số 8 nha. Ây da. Đây. Nãy giờ tao mới quay chưa xong. Đây, bo này nó bự vô đây. Biến thành lên dậy, mai chính mốt mình sẽ tụi mới biết này nó biến thành sao rồi. Mình khỏi cho nó biến thành sẽ đồ vật. Quá khó vậy. Để người ta đổ phần chi người ta. Người ta đổ gì rỡ người ta. Từ ta đổ thì tại người ta thì đến tôi quan tâm. Quậy hay chơi vậy bác Vy? Đâu thì tuần là quậy hay chơi. Đây. Đây rồi. Tiếp theo mình sẽ gắn thêm quạt số 7 quạt số 9 bằng nhé. Quậy hả? Quậy cho cái gì?
đây 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 đây. Nãy giờ bà mình cũng khá được là 30 phút rồi mọi người. Tình nghĩ là sửa sạn rồi. Ta ta đã thành tới nỏ thần mệt chưa thành nỏ cho lắm. Đánh đo chơi cho mày chơi. Chỗ khác chơi cho người ta đang quay phim. Phim trường tới người ta mà. Phim quý giá. Bye bye. Hiện tại em sẽ đi dành tựa đề tập 1 với mọi người. Thì hãy coi tựa đề lỡ đi. Không phải đâu là tập 1. Chỗ của phim đồ chơi cũ tổ mình. Quay thế này cũng hơi bị mệt. Đó, người ta đang quay thì hiện nó quậy người ta. Rồi tôi gấp lại em đi chơi không em? Tao bị đang chơi mà. Ra ngoài. Đúng rồi, đóng rồi. Thấy cây đó chị. Ok, không rồi mà. Mình sẽ bỏ cho hai cánh nó khác. Bông bông bông. Mày gánh thì ngon ra hay là cái về nha. Đó, cái tủ. Tủ ba cánh. Dẹp lại cái tủ cho trăm. Xuống tôi quậy đông hoài. Trời đi thôi. Tại cái chân mà. Bốn cánh nè. Cái chân hoài. Qua đây trước nha. Không, mình quay xong bên này, mình quay xong bên chiến ta dạ. Thấu gần chất xuất khúc bộ phim nha mọi người. Ra sao nữa. Lệnh đó chơi một chấm đi. Giờ thắt chơi một chấm á. Tâm thắt. Chơi tâm chơi được không tâm thắt? Được. Để quay xong đi rồi chơi. Ok. Nhưng mà hai thái đường ngừng lại cùng một lúc mà. Tụi thắng. Đây. Chính là toàn robot huyền thoại. Ok. Toàn hai trái nữa. Quan. Quay xong một thứ nữa thôi. Thì sẽ kết thúc. Quay con robot đi. Chắc tự. Mẹ này. Mày làm bên robot gì nha. Mất tập. Mẹ là mất tập. Hai chài mình. Hai cánh kiểu mới. Chài hai cánh. Ốc. Đắng. Nếu tập trung một thứ thì thấy là đây. Xong rồi mọi người. Thế nên là dấu chân sẽ biến thành dấu chân cho mọi người. Đầu tiên gỡ cái bụng nó lên, lại bật tới chân nó xuống. Tiếp theo gỡ cái này ra, rồi gỡ cái đầu ra. Rồi rồi, rồi bật hai tay ra. Hai tay mập địch của nó. Xong rồi, tiếp theo là dấu trời. Ai lộn dấu chồng, không phải dấu trời quen rồi. Để đá nhà thật hình giả thôi. Đây, đây dạ. Hai cái là người giả. Cho bà nói là sự thật ha. Nói đi. Là nhận thật hay giả? Thật. Chưa biết. Nhanh. Chưa biết. Nhanh. Trả lại. Thật. Thật hai cái đúng không? Cái nào hết lên là giả nha. Ừ. Ừ. Ê. Cái này nó giả nhưng mà trên đây nó thật. Không giả hết luôn cả. Chỉ có nào mà. Nè bà thử hết. Xong rồi đây chính là dấu chì. Cái này kim cương xong hết. Robot này là nó cho mọi người chơi rồi nhé. Cái này là hộp cái gì ta? Từ, mình sẽ cho bạn ta một thứ. Giả hộp
bỏ robot thì qua bên cái đi. Dễ luôn hả? Ồ. Con cái này hít lên hai cái giả. Tại cái này ở trong nè. Nhưng mà ở trong trong đây đâu phải là bằng sắt đâu. Ở đây không. Trong đây là một cái hộp chứ không bằng sắt. Quý mà. Không. Ai. Hàng giấy nó bị rỉ. Vàng của bà đó. Đây. Ừ vàng hết được. Ghê rồi. Chị bà có tin đó. Chị bà có tin. Ủa cái này nó hít được không? Này đáng đi. Đây. Thì sẽ cho người tôi. Đố mọi người biết đây là con gì. Đúng. Bây giờ. Thầy nó giả. Chiến xa thôi. Ây. Tôi hồi nãy chưa thấy nó biến hình. Nó sẽ biến lại cho mọi người tôi nhé. Chắc mọi người thấy chưa rõ. Đa bông hồi nãy chưa trộn về. Cái gì nữa? Chưa đúng rồi. À bé này chạy sao rồi. Có sữa thôi. Đúng vô. Ây gì. Đúng vô. Chiến xa. Ê bỏ đi bỏ đi. Ờ, nó dụ sao? Đây, để cho đình cũng nhảy thân. Rồi, và clip ở trái nhiêu đây thôi. Bye bye, xin chào mọi người. Yeah. Bye bye. Chúc. Bye. Bye.